Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn các bác ơi. Ngày hôm nay thì em rất vinh dự khi phục vụ một vị khách quê ở miền Bắc nhưng mà hiện tại đang sống ở miền Nam. Vị khách này có tên là, anh ấy tên là Nghị. Và anh ấy đã liên hệ với em trong mấy ngày hôm trước rồi. Mấy ngày liền anh mới chốt được một bộ karaoke. Và nhưng mà không phải là anh ấy chốt luôn đâu các bác nhá. Đầu tiên là anh ấy muốn đổi một bộ karaoke này của bên em, lấy một bộ nghe nhạc của anh ấy. Và bên em cũng đã đồng ý là bên em sẽ gửi hàng vào và sẽ, anh Nghị sẽ gửi hàng ra cho bên em. Bên em cũng đồng ý như vậy. Đấy, anh em thống nhất một thời gian. Thì khi mà đến ngày hôm nay, bắt đầu khi mà anh đã chốt được một bộ dàn như thế này rồi, và khi chuẩn bị bên em gửi hàng đi. Và gửi hàng đi rồi các bác ạ, gửi hàng đi rồi, anh lại điện lại cho bên em bảo là thôi em ơi, thay vì anh đổi như thế thì bây giờ anh sẽ mua thẳng của bên em luôn. Đấy, mua thẳng luôn, bởi vì là anh có thằng em nó lại thích cái bộ dàn của anh thì anh để lại cho thằng em. Thành ra là như thế, thành ra là bên em sẽ gửi trực tiếp vào cho anh, đỡ phải là được gửi đi gửi lại luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì bên em rất vinh dự khi được phục vụ một vị khách tuyệt vời như anh Nghị bác nhá. Và đây các bác, em chứng minh luôn cho bác luôn, không lại các bác nhiều bảo, các bác em nói sai. Đây các bác nhìn thấy ngày giờ chưa? Đấy, đã lấy hàng này các bác nhá. Đây các bác, anh Nghị này. Đấy, em sẽ che cái tên này đi. Đấy, anh Nghị nha các bác nhá. Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh này, được chưa? Đó. Và đã lấy hàng này các bác nhá. Đấy các bác nhìn thấy không? Đã lấy hàng nhá. Đã nhận hàng xong rồi nhá. Lịch sử tác động đơn hàng đây. Đó. Người lấy hàng, bưu tá lấy hàng các bác nhá. Đấy, anh lấy một đôi loa này. Đấy, một đôi loa đẩy vang mic súp đầy đủ hết các bác nhá. Tổng giá trị đơn hàng lên tới là 23 triệu. Đã cọc trước 1 triệu rồi. Đấy, các bác thấy tuyệt vời không? Ok. Ngày hôm nay thì rất vui và vinh dự khi được phục vụ một vị khách tuyệt vời như thế. Và bên em có một món quà dành đến cho bác nào mà đang xem video này. Là bên em hiện tại bây giờ đấy các bác, có hai dòng sản phẩm ngày hôm nay cũng sẽ thanh lý cho bác. Một dòng súp Yamaha. Một con súp này thì các bác ơi, một con súp này thì ngày hôm nay rất vui và tuyệt vời, em mới thanh lý được luôn. Con này cũng sẽ thanh lý cho bác nhá, duy nhất một con. Bác nào chọn nhanh thì còn, mà chậm tay thì hết nhá. Đó, súp Yamaha đấy các bác. Đấy, một con súp Yamaha Bass 20 các bác nhá. Thanh lý cho bác, con này giá trị 500.000 đồng, anh em về có dàn nhạc, anh em ghép vào nghe nhạc rất là hay luôn, được chưa ạ? Bên trên này thì có thanh lý tiếp cho bác một con vang 2 kênh D800, con này công suất 800W một kênh của DH Audio các bác nhá. Con này 2 kênh chạy dòng nguồn xung, cũng thanh lý cho bác luôn. Đấy, hàng vẫn còn mới đẹp, long lanh, xuất sắc nhá. Thanh lý cho bác con này là giá là 2.500.000 đồng, bao ship tận nhà, tặng dây rắc đầy đủ cho bác luôn. Đấy, ngày hôm nay hai dòng sản phẩm. Đấy, rất vui, thanh lý luôn cho bác hai dòng sản phẩm giá rẻ các bác nhá. Đấy, ok, vào bộ cấu hình karaoke ngày hôm nay các bác có thể ngắm được một đôi LA Authentic, hàng sản phẩm chuẩn Mỹ luôn. Cậu cho một tiếng bát rất dày, tiếng bát con này dày sâu uy lực, với một dòng loa bát 30 côn 76 từ 190, chép 450 côn 44. Dòng này các bác chơi mà không hay, đánh tiếng không chắc, không ai em không lấy tiền các bác nhá. Bộ này là bộ thứ 3, thứ 4 em bán hàng cho các bác rồi, được chưa? Tiếp theo, một cục súp RCF, hàng sản phẩm chuẩn trị của Italy. Dòng này hát karaoke thì cực kỳ hay luôn các bác. Tiếng bass của nó đầm, sâu, chắc, anh em đánh nhạc mạnh, cực kỳ phê. Đấy, và đặc biệt hơn nữa, đối với cục súp trầm này, bên em phải nói thật sự với bác là đây là một trong những cục súp trầm về hàng cực kỳ hiếm, chất lượng âm thanh cực kỳ hay, tiếng bass dày sâu uy lực các bác nhá. Để đánh cho một đôi loa, mà muốn đánh một đôi loa hay, chúng ta cần một cục đẩy hay và chất. Thì bên em đã lựa chọn một cục đẩy của thương hiệu PHD. Dòng thương hiệu PHD TA2850, dòng sản phẩm nó luôn luôn đạt chất lượng cao, thương hiệu tới từ Đức các bác nhá. PHD, thương hiệu tới từ Đức, TA2850, với công suất lên tới 850W một kênh. Dám khẳng định với bác có thể tự tin cân một đôi loa LA Bass 30 này, các bác có thể ghép thêm một đôi loa nằm Bass 30 nữa, nó vẫn chơi được ngon lành thành đạo. Và đặc biệt dòng này nó cho một chất âm nhá, tiếng rất sạch. Đấy, không bị sôi loa, quan trọng là không bị sôi loa các bác nhá. Tắt đi cái tiếng êm ru, được không ạ? Tiếng êm ru luôn, không có một tiếng gì, tiếng nó rất êm. Và đặc biệt hơn nữa con này chạy máy rất mát luôn, được chưa ạ? Đó, ok. Tiếp theo, ở bên trên thì bên em có phối ghép cho anh khách là cho anh Nghị là một con vang số vang cơ, nhưng mà con này là chạy chip xử lý của vang số nhá, DSP 32 bit. Đấy, dòng sản phẩm FX750 MK2. Dòng sản phẩm này cho một chất lượng âm thanh rất là hay. Eco reverb của nó cực kỳ mượt, đặc biệt đối với những dòng sản phẩm xịn thì thường nó sẽ chạy chủ yếu là bằng reverb các bác nhá. Với một con vang này, như các bác biết là bên em bán con sản phẩm này nhá, là một trong những dòng sản phẩm vang cơ, nhưng mà có giá thành mắc như vang số luôn các bác. Đấy, giá của con này rất là đắt tiền nhá. Con này là 3.500.000 một con, FX750 MK2 rất chất luôn. Đó, và phía bên trên cùng bên em sẽ phối ghép cho khách là một con VietKTV C200 Pro rất là hay và tuyệt vời. Con này cho một tiếng mic nhẹ. Đấy các bác, tiếng mic rất nhẹ, bay, tiếng mic nhẹ bay, tiếng mic nó dày, tiếng các bác nghe rất là sướng luôn. Và đặc biệt hơn nữa là bộ dàn này nhá,
chống hú rít gọi là tuyệt đối luôn. Và hát karaoke thì cực kỳ bay bổng và nhẹ nhàng. Trước khi vào mic thì bên em xin phép được test cho các bác nghe thử cái đoạn nhạc để các bác cùng trải nghiệm thử xem là chất âm của nó. Thằng em này sẽ bật nhạc lên để các bác cùng nghe thử nhá. Đấy, thằng cu em này sẽ bật nhạc lên để các bác cùng nghe thử chất lượng âm thanh của bộ sản phẩm karaoke dòng LA Authentic này. Xin mời các bác nhá. Lên nhạc nào. Lên thêm em ơi. Ok. Wow. Gần về không luôn, giảm gần về không luôn. Ok. Đấy, các bác mời các bác cùng nghe nhá. Nếu anh Nghị có xem qua video này nhớ comment phía bên dưới nhá. Cảm ơn anh rất là nhiều khi tin tưởng lựa chọn những cái bộ karaoke chất ở bên em. Bên em luôn phục vụ cho tất cả các bác những bộ cấu hình karaoke, nó đến từ 10 triệu, 20 triệu, 3, 5, 7, 100, 200, 300. Bên em đều có thể đáp ứng phục vụ các bác từ A đến Z hết nhá. Anh em nào đang có nhu cầu sắm một bộ karaoke giống anh Nghị thì cứ tiện thể liên hệ ngay với bên em theo góc điện thoại phía bên tay trái, được chưa? Đấy, hoặc là các bác có thể nhắn tin trực tiếp qua bên em qua Zalo để bên em hỗ trợ các bác những bộ cấu hình karaoke hay và chất như này. Và bây giờ thì xin phép được tắt nhạc đi, thử alo cái tiếng mic cho các bác nhìn nhá. Em sẽ tắt bỏ nhạc đi, được chưa? Em sẽ bật cái tiếng mic này lên. Đấy. Đấy, em tăng cái mic lên một chút đi. Đây, em sẽ bật mic này lên các bác nhá. Tăng mic đi. Ok. Đấy, các bác đợi một chút nhé, cho cu em này nó đi 6 7. Rất là hay. Tiếng mic nó rất là nhẹ các bác để xa thì các bác, tức là các bác để riêng mic này, các bác để xa riêng mà để hát, các bác cứ để xa cho em cách một găng tay thôi, riêng con mic này, được chưa? Riêng dòng mic này các bác cứ để xa khoảng một găng tay. Thu mic rất là tốt và nó sẽ không có những cái gọi là hơi để nó phát ra trực tiếp vào mic. Đấy, khi hát, được chưa? Đó. Lê 6, 7, 1, 2, 2, Lê. Em ơi, có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi, có phải trời đã sáng đông? Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ngày ân anh đang tìm. Tìm màu áo cưới cho em. Wow. Các bác vừa nghe và trải nghiệm qua một chút đây. Mic miếc thì không bao giờ hú rít đâu các bác nhá. Dí gần thì nó cũng không hú rít đâu. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, đấy là những cái gì mà những cái dàn karaoke chất và xịn như này, những cái dòng loa LA Authentic hàng xịn của Mỹ mang lại chất lượng âm thanh cho bác. Chất lượng cực kỳ cao, bass dày, sâu, mạnh mẽ, uy lực, tép sáng bay, tiếng lời ca, tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng các bác nhá. Một cấu hình ngày hôm nay gửi cho anh Nghị với mức giá đầu tư loanh quanh chỉ hơn 20 triệu thôi các bác nhá, chuẩn giá 23 triệu. Đấy, chất lượng âm thanh cực kỳ cao cho các bác luôn. Hàng không hay, không zin, không chuẩn, không xịn, em không lấy tiền. Các bác về test âm thanh tuyệt vời, thoải mái mới phải thanh toán nhá. Và đặc biệt hơn nữa, bảo hành tất cả các dòng sản phẩm lên tới 1 năm cho các bác luôn. Đó, ok. Một bộ cấu hình karaoke hay và chất, giá loanh quanh hơn 20 triệu. Một mức giá đầu tư rất phải chăng cho gia đình. Các bác và anh em nào đang có nhu cầu sắm một bộ karaoke hay và chất giống như anh Nghị thì các bác hoàn toàn liên hệ ngay với bên em để có thể là sắm một bộ chất như này các bác nhá. Và các bác nào có nhu cầu sắm từng sản phẩm một từ loa, súp, đúng không ạ? Đẩy vang mic rời, bên em cũng đều bán rời hết các bác nhá. Ok, clip của bên em đến đây là kết thúc. Các bác nào đang quan tâm thì sớm liên hệ, còn bác nào mà đi qua thì nhớ để lại cho bên em xin một lượt like, ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để đón nhận sớm những video từ bên em các bác nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin chào.